Trong khi đại đa số những người hâm mộ WannaBe đang nghĩ đến chuyện trái ác quỷ hệ Logia thức tỉnh sẽ có thể chuyển đổi môi trường xung quanh thành đặc tính của trái ác quỷ đó, thì mình đã tìm ra một dạng thức tỉnh rất hấp dẫn ở trái hệ Logia. Và mình là Bred, người sẽ mang đến cho các bạn những điều thú vị đó ngay bây giờ. Mình đang cố gắng thực hiện ước mơ hoàn thành 100.000 thành viên gia nhập bang trong năm nay. Cảm ơn tất cả các bạn vì những gì các bạn đã làm với mình. Chapter 1091 cho chúng ta quá nhiều thông tin về Kizaru, cuộc chạm trán của vị đô đốc này và tứ hoàng Luffy đã chính thức diễn ra. Ban đầu chỉ là một màn khởi động nhỏ nhỏ khi mà Luffy đã tung cước về phía của Kizaru. Cú đá này chứa đựng Haki vũ trang cấp cao chứ không phải là bá vương. Tia sét đang phát ra thường từ Haki bá vương, còn Haki vũ trang cấp cao thì vẫn có thể làm được ngon lành, nhưng vẫn phải chạm vào đối thủ. Haki bá vương được phát triển lên một tầm cao khác, là không chạm vào vẫn gây được tổn thương rất nghiêm trọng. Nhìn chung việc phân loại Haki là cực kỳ phức tạp. Nó không đơn giản như chúng ta đã nhìn thấy, vì tác giả Oda ban đầu đã không nghĩ đến việc tô màu cho Haki để nhận dạng đâu là Haki và đâu là không. Đa số đại hải tặc và hải quân từ cấp bậc phó đô đốc trở lên đều có ít nhất là Haki vũ trang và Haki quan sát, được thể hiện rất rõ kể từ trận chiến Marineford. Khi mà chúng ta thấy được Marco không có biến đổi đen đôi chân của mình vẫn đá đô đốc Kizaru bay xuống mặt đất. Dù sau đó anh ta cũng được cho biết là dùng Haki cùng với Vista tấn công IKN mà vẫn không hề gây thương tích đối với người anh trái quỷ hệ Logia. Vậy điều đó có phải là do trái Logia có đặc tính vượt xa luôn cả Haki hay không? Chính xác thì là không. Bởi vì Haki là thứ sức mạnh khắc chế cứng của tất cả trái quỷ, giống như năng lượng từ hải lâu thạch, nước biển, thì Haki chính là sức mạnh linh hoạt do con người tạo ra để chống lại ác quỷ trú ngụ bên trong mỗi trái quỷ. Đối với hệ Logia thì nó có sự phân tách được gọi là vô địch, miễn nhiễm với những đòn tấn công không dùng Haki, và một vài người có đủ sức mạnh có thể bỏ qua luôn cả Haki căn bản nếu bị dính đòn, điển hình như là IKN. Bên cạnh đó thì trái Logia là loại hiếm nhất trên thế giới được tìm thấy, có năng lực thao túng các yếu tố tự nhiên và mang phạm vi ảnh hưởng cực lớn, xét thương bá đạo cho một trận chiến quy mô lớn. Dù vậy đến nay chưa từng có một xác nhận nào thức tỉnh về trái quỷ hệ Logia, nhưng theo các phỏng đoán thì chúng ta có được một số khái niệm cực kỳ điên rồ với các dạng đặc biệt của trái quỷ. Trong trận chiến sắp tới của Kizaru, ông sẽ là người cho thấy được năng lực này rõ nét nhất. Đối đầu với Luffy là thử thách khó nhằn nhất của Kizaru để xác định được thực lực của vị đô đốc này đến đâu. Sự bùng nổ của cơn đại địa chấn trên thế giới sắp bắt đầu khi mà Kizaru va chạm với Luffy. Cuộc chiến của hai kẻ cực mạnh đang khuấy đảo mọi thứ ở đây. Luffy thì ai cũng đã quá rành về đẳng cấp và sức mạnh của cậu nhóc. Không quá khó đánh giá đẳng cấp của Luffy hiện tại là cực cao. Dù đánh bại được Kaido, nhưng xét về thực lực giao tranh toàn trận trong một cuộc chiến đối đầu full sức mạnh thì Luffy vẫn bị đánh giá dưới kèo. Kaido mới là kẻ solo mạnh nhất trên thế giới trước khi nằm xuống tại Wano. Luffy với G5 là sức mạnh lố bịch nhất khi mà biến tất cả mọi thứ thành cao su, kể cả tia sét. Nó là hé lộ cho thấy được khi chuyển đổi cấp độ cao nhất hiện tại, người an trái quỷ hệ tự nhiên như Kizaru sẽ không làm vấn đề với Luffy. Cậu ta có thể tóm lấy Kizaru mà không cần dùng đến Haki, chỉ cần dùng dạng thức tỉnh vẫn có thể đắm được người ánh sáng ngon lành. Mà có thể các bạn chưa để ý kỹ, khi bật G5, những đòn tấn công của Luffy sẽ bao gồm luôn cả Haki trong đó. Nó còn thừa thải đến mức bộc phát ra bên ngoài để thị uy sức mạnh, nên không có thứ gì ngăn cản được sự bá đạo của nó được cả. Cú đấm cuối cùng Luffy ở Wano có thể dễ dàng phá vỡ được cả một hòn đảo như Onigashima nếu dính trực diện. Kích thước và sức mạnh của đồ này là quá sức gây gớm, kinh khủng như vậy mới đủ đẳng cấp để hạ gục được Kaido, đủ thuyết phục dành cho tất cả những người hâm mộ với kích thước hạ sinh vật mạnh nhất trên thế giới. Nhưng Kizaru khác với Kaido ở chỗ, lão máy chưa từng trải qua những trận chiến lớn trước khi đối đầu với Luffy, chỉ với 3 đồ đã hạ gục được Sentomaru, không tiêu hao nhiều sức lực. Kizaru còn cho thấy được mình có một khả năng phòng thủ cứng cáp, cơ thể bình bỉ khác biệt so với các đô đốc còn lại, kể cả khi không phân tách cơ thể để né đòn. Cậu thấy Kizaru không quá phụ thuộc vào trái ác quỷ, còn có những sức mạnh khác ẩn giấu đằng sau chức vị đô đốc hải quân của ông ta, chẳng hạn như Haki, lục thức hay là kỹ thuật đặc biệt nào đó. Kizaru trong trận chiến Marineford có thể bắn gãy chìa khóa của Luffy mở cầm tay cho Ace ở một khoảng cách cực xa, tưởng rằng không ai ngăn cản được thì Kizaru nổi Kota. Ông ấy là một xạ thủ tuyệt vời chẳng kém gì những tay súng đứng top 1 của server, như cách mà Yasop ở một khoảng cách xa bắn viên đạn xuyên qua hai cọng râu của con kiến. Trong trận chiến ở Sabaody, Kizaru còn chứng tỏ mình là một kiếm khách mạnh mẽ khi giao tranh một một với Minh Vương Rayleigh, một bậc thầy kiếm thuật và cũng là sư phụ của tóc đỏ. Trong phim Red, vì Sanji đánh bại, công nhận là thế vì đẳng cấp của Sanji khác hẳn với Rayleigh đã già. Ông còn là một đấu sĩ sử dụng quyền cước cực kỳ hoàn hảo, những cú đá ban tặng cho các siêu tân tinh ở Sabaody là minh chứng. Tốc độ kết hợp với ma lực của ánh sáng đã tạo nên sự hoàn mỹ trong mọi cước. Cả Luffy cũng từng ném chạy cú đá của Kizaru, đau đớn biết chừng nào. Thế nên nói Kizaru chỉ có trái Logia ánh sáng là chưa đủ. Phải nói ông là một người toàn diện với tất cả các sức mạnh, là một tiệm tạp hóa kỹ năng, món nào cũng có. Như các bạn biết rồi đấy, đã là tạp hóa thì mỗi thứ chỉ có một ít, chứ không chuyên về một món nào như là quán ớt, thì chỉ là món ớt nhưng chia ra làm cháo ớt hay là ớt sầu lăng vân vân. Kizaru cũng chỉ phô diễn một phần nhỏ sức mạnh của mình kể từ khi xuất hiện, chứ không là toàn phần như Kuzan khi đối đầu với Gap ở Hachinosu hay là với Akainu ở bên Hazard.
ông ta còn tự tin định đến Wano đón đầu hai tứ hoàng Kaido và Big Mom, lỡ có láo nháo lặn chảo cả lũ. Mình nói đùa thôi chứ mà thấy Kizaru pha đó hơi tự tin thái quá. Có vẻ ông ta dự định tới đó là để tém lại cho gọn xong rồi rút, chứ chơi tới nóc là Akainu sẽ khóc vì sự ra đi anh dũng của một người anh em vì chấp nhận để Kizaru chơi ngòng. Nhiều đó đã đủ để cho thấy trận này Kizaru không còn đùa nhây hay khuôn mặt bố đời nữa đâu. Giờ là lúc cho những trận chiến sinh tử, không còn chỗ để quẩy như là 2 năm trước tại Sabaody đây. Thế nhân, nếu nói về sức mạnh thì Kizaru công nhận là toàn diện, mà trong đó năng lực của trái quỷ hệ Logia ánh sáng vẫn là ẩn số lớn nhất. Trái quỷ này không hề ngẫu nhiên mà được tiến sĩ Vagabond chọn để nghiên cứu dành cho các vũ khí nhân bản, các Pacifista. Ánh sáng có tốc độ nhanh nhất trong thế giới thật, được khoa học chứng thực và không thể nào thay đổi cỡ các tác giả Oda. Vì Oda tiên sinh đang tạo nên một bộ truyện mang tính khoa học ở giai đoạn này bám sát với thế giới thật. Ánh sáng được dùng để chế tạo ra đạn ánh sáng, chế tạo ra hệ thống laser phòng thủ, cỡ các chế tạo nên bơm ánh sáng như đã thấy ở vũ khí hỏa mẫu. Tất cả đều không bắt nguồn từ tự nhiên mà bắt nguồn từ trái quỷ của Kizaru, trái Pika Pikanomi. Tốc độ và mức độ gây tổn thương của ánh sáng là cực kỳ khủng khiếp. Dù không được cho là di chuyển nhanh như ánh sáng, nhưng sức mạnh của Kizaru là y hệt năng lượng ánh sáng phát ra. Và trong One Piece, tất cả mọi thứ đều cần có thêm sự cải tiến để hình thành nên sự hấp dẫn dành cho người xem. Và đó chính là sự biến đổi ảo diệu của những trái quỷ. Vì hầu như những kẻ ăn trái quỷ hệ Logia đều thể hiện sức mạnh của mình cao nhất ở trước Time Skip. Đối đầu với một Luffy không quá mạnh, nên đẳng cấp cũng bị đánh giá thấp, không bung sổ tối đa mà còn bị khắc chế. Điển hình như cựu thất vũ hải Crocodile với trái két hút cạn toàn bộ nước trên hành tinh, nhưng lại không thể hút cạn được máu hay nước khi mà Luffy chạm vào cơ thể của hắn thông qua cú đấm. Chính vì thế mà Crocodile chỉ thống trị được mạnh mẽ ở sa mạc ở Alabasta, chứ còn bước ra biển cả làm hải tặc thì cứ bị nhấn nước cho mà khóc thét. Đó là câu chuyện trước Time Skip, chứ còn hiện tại thì ai cũng thấy được hắn tàn bá đến mức Mihawk đồng ý liền mình. Hoặc Enel, một kẻ tự xưng mình là thánh đức chúa trời, cho mình quyền phán xét bất cứ kẻ nào dám xâm phạm từ hành động đến ngôn từ dành cho hắn. Với trái sấm sét và nhiệt lượng của nó, hắn lại không thể giật trái đen nổi một miếng cao su rách vì nó không dẫn điện, ngược lại còn bị hỗn loạn rồi bị nó đấm cho xịt máu mũi. Tiếp tục là dùng vàng dẫn điện để khắc chế, vô tình tạp cho nó một cái găng tay siêu cấp vô địch đấm cho tắt cả sấm. Còn Akainu thì không chơi vào đâu được khi mà chiến đấu với tứ hoàng đầu trắng, sức mạnh thể hiện cực kỳ kinh khủng khiếp, thiêu cháy phần ngực và đấm bay một phần đầu của bổ già. Thậm chí hắn còn có khả năng sinh tồn siêu hạn dù bị lội khỏi cuộc chiến. Nhưng có một điều đặc biệt mà có thể các bạn không để ý là những kẻ ăn trái quỷ hệ Logia, họ có khả năng biến đổi toàn bộ cơ thể mang đặc tính riêng. Trong đó thì Enel là kẻ thiền xuất sắc nhất. Thay vì chỉ dùng năng lực như bao người khác, hắn đã cường hóa bản thân trở thành một vị thần sấm có tên là Rising. Ngoài ra xét về phạm vi ảnh hưởng thì Enel bao phủ lên toàn bộ đảo trên trời để giáng sấm sét xuống như một sự trừng phạt cho kẻ nào phạm luật của hắn. Sự kết hợp giữa tính năng bao quát rộng lớn cùng với biến hình như hồi giòn thì mình tin rằng những người sở hữu trái Logia khi ở một cấp độ cao như thức tỉnh thì họ sẽ có được kỹ năng tương tự. Có vị kẻ phát hiện trái Logia yếu nhất chính là Karibu. Hắn ta chỉ đủ đẳng cấp để tạo nên một vũng sinh từ cơ thể lớn lắm là trong một căn phòng nhỏ để bắt giữ những người cá. Monet cũng tương tự khi giao tranh với Zoro, cô ấy không mạnh với trái tuyết. Crocodile thì có phạm vi lớn hơn ở quy mô khoảng một thị trấn. Có ai cũng vậy, thị trấn Robilu ở trên đảo Rum, anh ta đặt chân đến đêm đó thì không hề có tuyết rơi. Kuzan và Sakazuki thì cũng đã biến đổi hai nữ của Bahazat mang đặc tính của băng và dung nham. Và giờ là show diễn của Kizaru, ông ấy sẽ cho thấy được sự thông thạo cấp độ 7 chẳng kém về những game thủ Yasuo. Ngồi việc tác động đến môi trường xung quanh thì mình tin rằng Kizaru còn thực hiện một thao tác khác là biến hình. Sự thay đổi hình dạng của Kizaru đã được hé lộ từ Enel thông qua quỷ thần sấm Rising trong tín ngưỡng của người Nhật. Và bên cạnh đó họ còn có nữ thần ánh sáng mặt trời Amaterasu và nam thần mặt trăng Tsukizomi. Kizaru từng sử dụng chiêu thức có tên là Yatan no Kagami, là chiếc gương ánh sáng xuất hiện trong thần thoại Nhật Bản. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Kizaru hóa thân thành một vị thần ánh sáng nhưng là mặt trăng, vì Luffy mới là thần mặt trời. Ánh sáng của Kizaru không phải là từ mặt trời. Mặt trăng cũng có thể phát ra ánh sáng nhưng mức độ không thể sánh bằng mặt trời. Sự khác biệt của ánh sáng và mặt trời có vẻ đang được thể hiện ở trận chiến của Luffy với Kizaru. Liệu chúng ta có nhìn thấy được sự biến hình từ vị thần ánh sáng Tsukizomi từ Kizaru, hay là một dạng nào đó khác như các Enel chuyển đổi thành thần sấm Rising hay không? Hãy cùng chờ đợi xem sao nhé.